hoa giấy ngũ sắc Thái Lan bạn nhá. Mình rất là chân thành, hôm nay là mình rất là xúc động khi nhận được hai cái góp ý của khách hàng. Rất là chân thành cảm ơn các bạn. Một trong những cái góp ý của khách hàng đó là mình quay quá là nhanh nên là các bạn không thể nhìn rõ được cái hình các cái cây để các bạn muốn chọn, vì là đa phần khách của mình là các khách ở tỉnh xa ấy. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay lại cái vườn hoa giấy này và cận cảnh hơn nữa. Với một góp ý thứ hai nữa là các bạn nói là trong cái quá trình mình quay thì mình cũng nên là nói qua, ví dụ như là đường kính của cái gốc, nếu những đối với những kiểu loại là gốc to hoặc là chiều cao của các cái cây để cho các bạn ước lượng. Thì như hình các bạn đang nhìn ý, đây là cây hoa giấy, cả cái vườn này là hoa giấy Thái Lan, hoa giấy ngũ sắc. Tất cả các cây trong vườn thì ít nhất là có 3 màu hoa trở lên, số nhiều thì là 4 màu, còn cũng có số lượng tương đối là 5 màu. Ví dụ như cây các bạn đang nhìn thì là cái cây này cao khoảng tầm 1 mét và đường kính tán của nó thì cũng tầm được 1 mét. Đường kính gốc thì mình áng chừng thôi nhá, bởi vì cứ mỗi một cây mà mình cứ cầm cái thước mà mình đo ấy thì nó cũng rất là mất thời gian. Thì cái mình áng chừng cái này khoảng tầm đường kính khoảng 5-6 cm. Mình lấy cái gì nhỉ? Lấy cái bút đi. Để các bạn nhìn. Và hai nữa là ở cái cây này thì nó có, thứ nhất này là màu cam này, màu vàng này, màu trắng này, màu đỏ này. Như vậy là ở cái cây này là có 4 màu. Một số các cây khác nữa nha bạn nhé. Đó, ở đây có một cái dạng này là ngũ phúc. Đó. Cây khá đẹp. Cây cao chắc tầm 2 mét. Được không ta? Chắc được đấy bạn ạ. Cây từ dưới thân lên chắc được 2 mét. Cây này mình điểm màu xem nào. Cam này, vàng này, hai đỏ là 3 này. Cây này có 3 màu hoa thôi bạn ạ. Rồi. Tiếp tới thì là một cái cây này cũng khá đặc sắc này. Cây cao khoảng tầm 1m2 nhé bạn nhé. Túm lại là trung quy ở trong cái vườn này. Các cái cây hoa giấy Thái thì trung bình cao khoảng từ 1m2 đến 1m4. Tính từ đít của cái chậu sứ, chậu sành lên trên đến ngọn của cây. Cây này thì có màu đỏ là 1 này, hồng là 2 này, vàng là 3, cam là 3 này, trắng là 4, 4 màu bạn ạ. Đó, đường kính gốc đây, đây cũng là một cái cây khá đẹp. Các bạn nhìn thấy đây cũng là một cái cây khá đẹp. Đường kính gốc thì khoảng, ước chừng thôi nha, khoảng tầm 4-5 phân. Bạn ạ. Cây thì có cam là 1, hồng là 2, đỏ là 3, vàng là 4, 4 màu bạn ạ. Đó. Còn đây thì có cái cây giấy, cây hoa giấy này rất là khủng luôn. Để mình quay cái cây hoa giấy khủng này nhá. Đây, cây hoa giấy này rất là khủng, có mấy màu. Trắng là 1, hồng là 2, đỏ là 3, cam là 4, vàng là 5. À, cây này là cây 5 màu đấy bạn này. Đấy, không ạ? Cây cao tầm từ đít chậu lên trên đến ngọn. Mình phải đứng thật xa ra mới hết được. Từ đít chậu lên đến ngọn chắc phải tầm hơn 2 mét. Còn đường kính của chậu của cái cây này thì rất là khủng luôn.
Đây. Còn 2-3 phân nữa là hết cái bút bạn ạ. Chiều dài của cái bút Thiên Long. Đây là 5 màu đấy bạn nhé. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào các cái cây nhỏ nhỏ hơn nhá. Cây này cũng đẹp đúng không bạn? Đấy, cây này cũng rất là xinh này. Mình xem nào. Cây này có mấy màu hoa đây? Trắng 1, hồng 2, cam 3, đỏ 4, vàng 5, 5 màu bạn ạ.